Chào tất cả các bạn, và như các bạn đã biết, thị trường di động như chúng ta thấy ngày nay vốn được tạo thành từ các tên tuổi lớn như Samsung, Apple, Sony, HTC, LG, vân vân và vân vân. Đó đều là những cái tên quen thuộc với những thị trường quốc gia phát triển như các nước phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cho đến hiện tại thì các thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ sự bành trướng của họ. Nhưng với những điểm yếu cố hữu của mình, có lẽ còn rất lâu chúng ta mới có thể thấy một thương hiệu Trung Quốc đủ cứng để đặt chân được vào Mỹ, một thị trường di động có chất lượng và độ khắt khe bậc nhất thế giới. Theo một báo cáo mới nhất về thị phần di động thông minh toàn cầu gần đây từ IDC, thì các hãng di động Trung Quốc đang tỏ ra lấn lướt toàn bộ các khu vực còn lại về số lượng thương hiệu, khi mà họ chiếm tới 3 trong tổng số 5 vị trí nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới hiện tại. Cụ thể từ trên xuống sẽ bao gồm Apple, Samsung, Huawei, Oppo và Vivo. Huawei có thể là một ngoại lệ của Trung Quốc trong cuộc tấn công thị trường phương Tây, bởi ngay từ năm 2012, họ đã có những sự tập trung chiến lược đặc biệt để trở thành một thương hiệu tiêu dùng tại nhóm thị trường này từ những năm 2012. Thiết bị của Huawei tỏ ra khá nổi tiếng tại Mỹ, châu Âu hay Anh. Tuy nhiên, những cái tên còn lại là Oppo hay Vivo hầu như không được người Mỹ biết đến. Cần biết rằng ngoài ba đại diện lớn nhất trên thì vẫn còn rất nhiều thương hiệu Trung Quốc khác đang nhăm nhe xâm lược miền đất hứa này, như Xiaomi, ZTE, Meizu, Lenovo, OnePlus hay Leico, cũng như rất nhiều tên tuổi hạng hai khác. Đặc điểm chung của hầu hết những thương hiệu này là cố gắng cung cấp những chiếc điện thoại mang tầm vóc flagship nhưng mức giá chỉ loanh quanh con số 400 đô, tức dưới 10 triệu đồng. Chính đặc điểm chung này đã giúp cho người dùng có thu nhập thấp có thể lựa chọn những chiếc điện thoại mạnh mẽ cùng những tính năng chỉ có trên những chiếc flagship trị giá 700 đô của Sony hay Samsung mới có thể cung cấp được. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là một phần trong sức mạnh của người Trung Quốc. Điểm mạnh của nền công nghiệp di động trên đất nước tỷ dân từ trước đến nay luôn luôn nằm ở khả năng sản xuất hoàn loạn với tốc độ bắt chước sao chép nhanh thuộc dạng bàn thờ. Đây hoàn toàn không phải là một lời chỉ trích. Khả năng sản xuất nhanh chóng, chất lượng sản phẩm tốt cũng như mức giá rẻ giúp cho các nhà sản xuất Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Nhưng đó là chưa đủ để giúp họ có được lượng người dùng trung thành với sản phẩm của mình. Như chiếc Leico 3, một trong những chiếc điện thoại mạnh nhất hiện nay, chỉ có giá chưa đến 400 đô cho phiên bản cao nhất. Đây là một món hời cực lớn khi so sánh với những chiếc Galaxy S7s có giá tới 700 đô hay iPhone 7 Plus có giá tới gần 1.000 đô, trong khi sự trải nghiệm sử dụng lẫn hiệu năng thực sự không khác nhau nhiều lắm. Không chỉ riêng Leico, Oppo hay Honor, thương hiệu con tại phương Tây của Huawei đều đang áp dụng một chiến lược giá tương tự. Dĩ nhiên, chỉ mức giá rẻ thôi là chưa đủ. Huawei đã tỏ ra thức thời và khôn ngoan khi bắt đầu tính đến việc cắm chốt tại phương Tây cách đây gần nửa thập kỷ. Và rõ ràng Huawei là thương hiệu Trung Quốc đầu tiên mở ra khả năng thành công trên thị trường này. Với một xu hướng chung của nền công nghiệp di động hiện nay là hầu hết các hãng di động lớn trên thế giới đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn chuỗi cung ứng linh kiện nhằm tạo lợi nhuận phần cứng tối đa, thì các thương hiệu Trung Quốc lại không được như vậy. Nếu như Samsung, Sony hay Apple nắm giữ tỷ suất lợi nhuận lên tới 70% trên mỗi thiết bị bán ra, thì con số của Meizu, Xiaomi hay Huawei lại thấp hơn rất nhiều. Lý do đưa ra khá đơn giản, trốn tiền bản quyền để hạ giá thành sản phẩm. Đơn cử như trường hợp của Meizu, nếu như họ tuân thủ đầy đủ tiền bản quyền sáng chế trên mỗi thiết bị của mình, đồng nghĩa với việc flagship của họ sẽ không còn mức giá 400 đô nữa, mà sẽ phải cộng thêm 120 đô, đồng nghĩa với việc smartphone Trung Quốc sẽ không còn cái mác ngon bổ rẻ nữa. Ngay đến ban giám đốc của Meizu cũng thừa nhận hành vi vi phạm bản quyền này, nhưng họ lại gián tiếp đổ lỗi cho Qualcomm, một trong những công ty công nghệ ăn tham tiền bản quyền di động nhất hiện nay, và rằng nếu Qualcomm thắm kiện, thì việc này sẽ trở thành tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp di động nói chung, bởi khách hàng sẽ không còn được mua những thiết bị tốt với giá rẻ nữa. Đáng buồn hơn khi thực trạng này đang được phần lớn nhà chức trách Trung Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những nhà sản xuất Trung Quốc cố tình vi phạm trắng trợn bản quyền di động của các công ty công nghệ quốc tế lớn như Meizu, thì vẫn còn đó một số nhà sản xuất Trung Quốc khác tỏ ra khôn lỏi hơn khi họ vẫn trả một khoản phí bản quyền nhất định, nhưng đủ để không bị kiện tụng. Xiaomi đang đi theo con đường này, đơn cử như việc các mẫu điện thoại chiến lược của họ đều sử dụng vi xử lý của Qualcomm, nhưng tuyệt nhiên không một chiếc điện thoại nào có tính năng sạc nhanh, dù phần cứng hỗ trợ. Đơn giản vì Xiaomi đã tắt tính năng này nhằm né tránh khoản phí bản quyền sạc nhanh của Qualcomm, và tất nhiên đó chỉ là một trong rất nhiều thủ thuật để giúp điện thoại Xiaomi có mức giá rất rẻ hơn so với mặt bằng chung, nhưng vẫn giữ được một mức lợi nhuận tối thiểu. Đó chính là những lợi thế của điện thoại Trung Quốc khi so sánh với các tên tuổi di động khác trên toàn thế giới. Nhưng đáng tiếc, đây cũng chính là một trong những nhược điểm chí mạng mà các công ty Trung Quốc sẽ khó có thể đặt chân đến thị trường phương Tây trong thời gian tới. Áp lực của việc tạo ra sự khác biệt giữa các thiết bị tầm trung và cao cấp đã dẫn đến một thực trạng là những tính năng như chống nước hay cảm biến vân tay đã trở thành một tiêu chuẩn phải có bên cạnh những thông số kỹ thuật cao cấp.
Do đó, sự khác biệt sẽ còn phụ thuộc phần lớn vào khả năng tinh chỉnh phần mềm mà các nhà sản xuất mang lại. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong trải nghiệm phần mềm còn nằm ở việc nhà sản xuất phải sở hữu những dịch vụ ưu việt của riêng họ, hoặc thậm chí là cung cấp một phần mềm tương tự có khả năng trải nghiệm còn tốt hơn cả những ứng dụng gốc của Google. Không phải tự nhiên mà Samsung đã tự tạo cho mình một hệ sinh thái phần mềm khá hoàn hảo trên những chiếc flagship Galaxy của họ. Chính những điều này đã khiến cho chiếc Galaxy Note 7 trở thành thiết bị Android đáng mua nhất vào nửa cuối năm nay, dù rằng nó đã bị khai tử một cách đáng tiếc bởi scandal cháy nổ. Vậy thì khi xét đến bộ mặt chung của hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc, người dùng sẽ được hưởng lợi những gì ngoài mức giá rẻ? Rất tiếc, câu trả lời là chả có gì cả. Với việc cực kỳ hạn chế trong công tác R&D, nghiên cứu và phát triển, thì hầu hết các thiết bị flagship giá rẻ của Trung Quốc đều có một mô típ chung về phần mềm là cài đặt rất nhiều phần mềm rác để ăn tiền quảng cáo của các đơn vị phát hành phần mềm và đơn giản hóa giao diện điều khiển để cho cảm giác giống như iPhone nhất có thể. Ví dụ như bạn mua một chiếc điện thoại của Huawei hay Xiaomi, OnePlus thì khả năng trải nghiệm phần mềm đều khá tương đồng. Thậm chí cả với những thương hiệu Trung Quốc chi đậm cho việc quảng cáo điện thoại và bán thiết bị với mức giá ngang bằng và thậm chí đắt hơn cả các thương hiệu lớn khác trên thế giới như Oppo hay Vivo thì điều này cũng không hề thay đổi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi bạn mua được một chiếc điện thoại cùng tầm giá từ Samsung hay Sony, LG. Đó chính là những điểm chết người của hầu hết bộ mặt ngành công nghiệp di động Trung Quốc, đó là sản xuất hàng loạt, lượng sản phẩm dày đặc nhưng không hề có sự khác biệt nhiều trong trải nghiệm sử dụng. Vi phạm bản quyền trí tuệ, không đem lại khác biệt trong trải nghiệm sử dụng, lười biếng trong sáng tạo, ngân sách đầu tư và quảng cáo hạn hẹp. Tất cả những đặc điểm này dù có thể đem ra mức giá rẻ cho các thiết bị của Trung Quốc, nhưng đây cũng chính là con dao hai lưỡi hạn chế sự bành trướng của họ ra ngoài thị trường quốc tế. Nếu các nhà sản xuất Trung Quốc không khắc phục được những nhược điểm cố hữu này, thì có lẽ còn rất lâu hoặc không bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy sự tỏa sáng của những Xiaomi, Oppo hay Vivo trên thị trường phương Tây. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.